Thơm quá. Anh yêu, anh sao vậy? Tin xấu đây, anh bị đuổi việc rồi. Đừng lo mà, anh có thể làm ông bố nội trợ. Và em sẽ đi làm cho. Tiền tiêu vặt đây. Chúc vui vẻ nha. Bye mẹ. Ba ơi, tụi con muốn xe đạp. Làm ơn. Cái gì? Tận hai chiếc xe. Thôi, đắt tiền lắm. Được rồi, ba sẽ nghĩ ra gì đó. Thiệt lắm ba. Ý tụi con không phải vậy mà. Cảm ơn ba. Ba ơi, cho con chút tiền nha. Đây con yêu. Ba ơi, cho con tiền nha. Làm ơn. Ok, nè. Ba, cho con tiền. Đợi đã, ba mới đưa tiền cho ai? Tụi con, lại đây. Ba phải phân biệt được ai là ai. Đi theo ba. Đây rồi. Ba đúng là thiên tài. Tụi con ở tiệm xăm vui lắm. Chào, gì vậy nè? Mình không thể chịu nổi. Em yêu, em sao vậy? Dậy đi nào. Tụi con xăm tên mình lên mặt hả? Đừng lo em yêu. Lau đi là được mà mẹ. Là trò đùa thôi, không phải thật mà. Ừ, trò đùa. Mẹ yêu các con. Nói chuyện sao nha. Em yêu, trò đùa của em nè Martin. Trông anh tuyệt lắm đó. Làm sao kiếm tiền đây? Không. Không luôn. Ồ, việc làm ảo thuật gia. Cơ hội của mình đây. Mọi người chú ý, mình đang làm ảo thuật đường phố. Nhìn ngón tay của mình nè, biến mất và có lại. Nhưng trò ảo thuật vẫn chưa kết thúc. Mình cần một tình nguyện viên. Mình sẽ chọn một trong số các bạn. Bạn, cô gái đáng yêu. Mình chưa gặp bạn bao giờ. Phép thuật biến mất. Cô bé biến mất rồi nè. Chú ý đây. Nhân đôi cô gái. Mình không thể tin được. Ra hai người thật kìa. Bây giờ mình sẽ làm cho họ biến mất nha. Ta da. Dễ ghê. Nè, tiền thì sao? Quyên góp cho ảo thuật gia đường phố đi nào. Cái gì? Không ai luôn hả? Mọi người tham lam ghê. Ba ơi, cho tụi con tiền nha. Ba không có tiền. Nhưng ba biết cách kiếm một ít nè. TikTok sẽ làm cho mình giàu. Tụi con à, có nhiệm vụ nè. Quay những clip vui nhộn nha. Và ta sẽ đăng lên TikTok. Giỏi lắm các con. Tiếp tục như vậy nha. Ok, lại nào. Tuyệt, nhưng tụi con có thể làm tốt hơn. Hả, gì vậy? Xong rồi à, chúng ta nổi tiếng chưa? Ba, tiền đâu? Nhưng dù sao thì tất cả tiền từ TikTok đều về tay của mẹ. Này, em chơi với được không? Nè, làm ơn. Em cũng muốn chơi nữa mà. Ừ, búp bê nè. Không, không phải cái này. Của con đây. Con không muốn thiếu nhồi bông. Đưa con điều khiển với. Này, cái này bị sao vậy? Nó không hoạt động nè. Ok, cả nhà. Ai sẽ thắng đây? Ta sẽ biết ngay thôi. Mary, là em hả? Sao em làm được vậy? Hủy diệt tất cả. Ba, em ấy sắp thắng rồi. Mary, con phá hỏng trò chơi của mọi người rồi. Claire đang rất khó chịu. Ba, hôm nay có bài kiểm tra. Con phải làm gì đây? Ba có ý này nè. Mary, giúp chị con với. Đi làm bài kiểm tra thay cho Claire đi. Con ghét làm bài kiểm tra lắm. Đừng lo, một tay nghe cho Claire và một tay nghe cho Mary. Nói theo Claire nha. Đi làm bài kiểm tra đi.
Ý tưởng tuyệt vời đó ba. Chào thầy Justin. Chào em. Nè, em có đó không? Mary, em ở đây. Nói theo em nha. Tổng hai cạnh góc vuông bằng. Ước. Mau khỏe nha. Đến giải phương trình trên bảng đi. Nếu 10 nhân x bằng 100, vậy x bằng bao nhiêu? Sử dụng công thức ta chia 100 cho 10 là được. Một con bọ cạp. Đáp án là con bọ cạp. Đáp án của thầy là điểm thấp nha. Ba, pha cho con chút trà đi. Con cảm ơn. Pha trà hả? Ok. Ồ, cho thầy sao? Em chu đáo quá. Ngọt ngào ghê. Thầy cho em điểm A cộng nha. Wow, cảm ơn thầy. Nào. Không, em không thích cái này. Yeah, tốt hơn rồi. Không, thử lại nào. Ồ, phong cách của ba. Ba, ba phá hỏng TikTok của tụi con rồi. Chúc mừng sinh nhật tụi con. Cảm ơn ba mẹ. Quà đâu ạ? Nhắm mắt lại nào. Là bất ngờ đó. Tí nữa thôi. Ta-da, quà của con nè. Một chiếc xe hơi. Một chiếc cho hai đứa. Được rồi. Ê, chìa khóa nè. Sao em có mọi thứ vậy? Ok, chìa khóa nè Mary. Không công bằng. Con cũng muốn chìa khóa. Ba có ý này nè. Tay lái dự phòng. Và ai cũng vui cả. Chào. Làm tóc cho con gái của mình nha. Tất nhiên rồi. Ngồi đi nào. Mình sẽ làm thật đẹp nha. Sao nào? Em thích chứ? Chị thấy đẹp lắm đó. Quý cô Molly, ta nói chuyện chút được chứ? Bạn làm việc thật tuyệt vời mà. Mình rất ấn tượng. Gì vậy? Sao có thể? Tụi mình không rời đi mà không có kiểu tóc mới đâu. Mình vừa làm tóc cho cô bé mà. Không thể tin được. Công việc làm mình phát điên. Cảm ơn nha. Giỏi lắm các con à. Giấu khoai tây chiên trước khi ba thấy đi nào. Mình có thể cảm nhận đồ ăn vặt. Cặp song sinh lại ăn khoai tây chiên. Nhưng mình sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Ồ, chúng đang đến. Wow, nhiều đồ ăn vặt ghê nè. Này, sao khoai tây chiên trông như bông cải vậy? Snickers vị dưa leo. Eww. Cà rốt thay vì chupa chups. Cũng được đó. Vị cũng ngon. Thay cho Fanta là gì? Sữa. Que, uống Fanta không? Có, cảm ơn. Eww, ghê quá à. Là sữa hả? Mary. Ba, cho tụi con đi dự tiệc nha. Mọi người đều ở đó mà. Làm ơn. Được rồi, đi đi. Mẹ ơi, giúp với. Chào các cô gái. Cô quái vật. Ba, tụi con xăm hình nha. Làm ơn, ở đây nè. Và đây nữa. Sẽ trông tuyệt lắm đó. Yeah. Mình nhắn cho mẹ vậy. Được rồi, đi đi nào. Ai muốn có hình xăm? Nhìn nè, buồn cười ghê á. Ba đang tới. Ồ, tụi con khó chịu quá ba ơi. Không đi học được đâu. Được rồi, vậy ở nhà đi. Mình cũng hơi ốm nữa. Bị ốm cùng nhau nha. Không, tụi con đi học ngay đây. Đi học vui vẻ nha. Em yêu, em thật tuyệt vời. Tụi con, sao lại buồn quá vậy? Làm sao làm tụi con vui đây? Nghĩ nào Martin. Mẹ sẽ làm gì đây? Cho đồ chơi giảm căng thẳng hả? Không, cặp sinh đôi của tụi mình lớn cả rồi. Mẹ sẽ nướng bánh.
và mọi người đều vui. Đúng rồi, mình nấu đây. Ô, gia đình của mẹ. Chào. Sau đó thiên thần của mẹ. Chào mẹ, tụi con sẽ nấu ăn cùng với nhau. Bột bánh đây. Không phải làm như vậy mà. Bye mẹ. Màu đỏ. Không có mình họ làm thế nào nhỉ? Chắc lại không ăn gì ngoài khoai tây chiên. Không, không thể như vậy được. Mình có rau. Trông mình thật nghiêm túc. Chị mang cả xô đầy hình xăm nè. Wow, tuyệt vời. Đáng sợ quá đi mất. Cùng lái nào. Nhanh hơn nào các con. Mình phải về nhà ngay thôi. Cả nhà, mẹ về rồi. Sẽ ổn thôi mà. Martin, vứt cái này đi đi. Mẹ có ý này. Tiệm bánh và cà phê gia đình. Tụi mình mở cửa rồi. Nhưng mà không có khách. Không một ai luôn. Chắc tụi mình sắp phá sản rồi. Tụi con có ý này nè. Quay một clip TikTok thật ngầu nào. Nhìn nè, được cả triệu lượt xem và thích luôn. Chúng ta nổi tiếng rồi. Giờ ta sẽ luôn có rất nhiều khách hàng ở trong tiệm nha. Và tụi mình rất vui. Chào, bạn đây rồi. Chỉ một mình. Và giờ tưởng tượng bạn có anh chị em sinh đôi nha. Hai bạn sẽ thử trò đùa nào. Thứ nhất. Thứ hai. Hay là thứ ba. Bình luận bên dưới hoặc nghĩ ra trò đùa của riêng bạn nha. Và đừng quên cho video này một like. Đăng ký kênh của tụi mình và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới vui nhộn nào từ Trương Trương.